Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming em ơi. Ở video này Khải sẽ mua một cái chiến kháng tất cả 13, như là mua cái cao bạn nè. Cho anh em xem cho chiến kháng tất cả. Đó. Quá phơ luôn em ơi. Rồi với 3 kinh 5. 3 kinh 5 vạn. Đúng ạ. Ok. Dây chiền kháng cả 13, kháng lôi 13. Nói chung dây chiền này mà nếu họ mọc tầm này nó dạng nông một rồi em ơi. Chưa có chiền nào ngon hơn. 3.500. Ok. Cho em số tài khoản Momo. Cho em ATM Momo 3. Quá ngon lên em ơi. Có dây chiền quá chất. Đây có dây chiền cảm giác trâu liền nè. Rồi 3.500 vạn nhân cho 1.500 cộng cho 6.50 1.1 ngon lành. Ok. Mang kiểu đó thì Khải sẽ mang cái áo thổ này à. Bỏ áo mộng. Ok. Đó, bây giờ sẽ không mang cái thổ nữa. Mang áo thổ rồi nè, áo thổ kích đao này, mang chuyện kháng cả nhà châu. Ồ. Ngon lành cành đào. Nhận chó ngô khai mục tiêu rồi. Nãy giờ Khải mang nhận kháng hỏ này nè. Chó thì có 60 thôi. Giờ đi bờ ca ngồi á. Bờ ca ngồi thì mang nhiều nhạc thôi. Mình chậm là 80 rồi. Mang là cái nhận cho chóng 30. Rồi. Đó. Ok. Kháng ok chưa? Đẹp anh em ơi. Kháng kẻ 13 đẹp quá. Bỏ cái áo đi nhưng mà không sao. Lùm lại kháng lôi 26 từ gia truyền kèm theo kháng kẻ 13 nó quá đẹp anh em ơi. Đây, ở trên video này không gì hơn Khải mua được dây chuyền kháng cả 13. Tầm này nó dạng normal server nè em ơi. Đây, có gì đâu cũng up lên cho anh em xem thì biết Khải tăng trang thêm set đồ và cho anh em xem lại set đồ trong tấm kim nha. Dây chuyền kháng cả 13 mới mua rồi nè. Áo thổ này cũng khá bình thường thôi. Hôm trước có áo thổ giỏ đàn mà Khải bán mất tiêu rồi. Giờ mang dây chuyền này nên là đâm đàn áo thổ nhìn si đao quá. Rồi, nón 540. Đai 540, đai này mới mua anh em. Đai này mới mua kim 5. Nhẫn này hôm trước mua kim. Nhẫn này sang ra. Bao tay này tự sang ra. Ngọc bội này tự sang bót ra luôn. Giày này mua kim rưỡi. Đao này thì hoán ra. Rồi ok. Chúng thì xếp đồ mới thì không gì nổi trội anh em. Chỉ nổi trội là gia truyền kháng cả 13. Đó, nên là nó là đôi 1 luôn. Nên là khoe cho anh em tí một tí. Anh em xem thì đừng quên ủng hộ like chia sẻ cho nha. Đó anh em, kháng lượng kháng khá là ok. Rồi, anh em xem cho một like chia sẻ cho nha anh em.